Hôm nay mà Tuấn sẽ test cho quý vị chiếc loa kéo MC Audio. Báo cáo các bác là chiếc loa kéo MC Audio này thì một thương hiệu cũng khá nổi tiếng. Con này được thiết kế với hai tai mic, đặc biệt là tai mic cực kỳ là chắc chắn. Với tầm tiền thì báo cáo các bác là chiếc loa kéo MC Audio này phải nói luôn là vượt xa tầm tiền rồi các bác. Em nó có hai cổng USB cho các bác nghe, cắm nghe nhạc, có thẻ nhớ. Những chức năng này em sẽ test sau cho bác. Đặc biệt là đây, chiếc tai mic cực kỳ là sang trọng luôn. Chiếc tai mic cực kỳ sang trọng cho bác nhé. Chiếc loa kéo này có mức giá là 3 triệu 950k. 3 triệu 950k. Con này có thể bắt nhạc qua Bluetooth này, USB này, thẻ nhớ này, cắm điện thoại, máy tính, laptop này. Ba đường cắm mic có dây, có ba đường cắm mic có dây và có cả đường cắm đàn nữa. Đường cuối cùng là đường cắm đàn này, delay chưa có hết nhé. Cắm đàn và có mic có hết ạ. Điện 220V. Và con này đặc biệt là con này quý vị có thể lắp trên xe được. Con này dùng được cả điện 12V ạ. Đấy, nó hay cái cổng 12V này nữa. Và đặc biệt là các bác có thể lắp trên xe bây giờ, ví dụ như những chiếc xe khách các bác đi đường dài đấy, hoặc là những chiếc xe khoảng 16 18 chỗ các bác thì muốn làm xe du lịch, muốn giao lưu có nghĩa là cho cái gì nhỉ, người người khổ quá bác ạ, bán loa mãi bây giờ giới thiệu sang du lịch là tịt luôn, tịt ngay cái mồm luôn lại đấy. Cho du khách trên vừa đi trên cái khu quãng đường giải trí, vừa đi vừa hát rất là hay. Con này đặc biệt là một bát 30, một chung giấy, một tép còi luôn đấy. Báo cáo các bác là không phải con loa kéo nào bọn em dám đưa lên những cái kênh kênh của em bán trên hàng bãi mà, nên là nói thật một câu là không phải là con nào thích đưa lên đâu, đưa lên để bán đâu, bởi vì là đưa lên mà về các bác nhận cái chất lượng nó kém, chối lắm, mất uy tín, không thích. Nhưng con này khá là hay. Sau đây em sẽ test cho các bác một đoạn nhé. Em Tuấn sẽ đặt đặt cái máy quay đây, em Tuấn test cho các bác luôn. Bởi vì test thì em sẽ muốn đứng ở gần mic, em muốn đứng ở gần gần loa để cho các bác biết là cái chất mic nó như thế nào, được chưa? Đấy, em thì em các bác thông cảm là tính của em test là không như các bác khác là cái chọn chỗ. Em thì cái chỗ nào tiện là đặt loa để em cắm. Đấy, em tiện đặt loa chỗ nào em cắm. Ví dụ như đây chẳng hạn. Đây là bộ dàn nó vừa test nó mới đặt đây. Đấy, tiện chỗ nào em cắm chỗ đấy nên các bác thông cảm nhé. Bác thông cảm. Đây em sẽ test đôi loa chiếc loa audio này. Con này có mức giá là 3 triệu 950k. Báo cáo cho bác. Bây giờ sau đây em Tuấn sẽ test cho bác này. Lên 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 em đứng rất là gần 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 giáp vùng cách thành sản nhé. Sau đây em sẽ test cho các bác một dòng nhạc gì này. Trong thời gian qua thì có rất nhiều bài nhạc chế rất là hay, rất là hay, và cũng mong cái cô đại dịch này cũng mong cho cái bệnh dịch cũng giải trừ và tất cả mọi người được tiêm hết rồi, thì báo cáo các bác là có những cái điểm phát triển thành phố thì các bác là bị F1, F0, không có những cảm giác nó bình thường, nhưng có nhiều điều các bác không được vong cũng nhiều ở địa phương, nên là thành ra là cứ nhìn những người ta F1, F0 là các bác bị đổ bệnh đó. Các bác có nhiều các bác bác chế cho rất là hay, nhưng mà nói thật không câu là không ai mong muốn bệnh đến mình cả, nên là cũng có mong rằng là sẽ nó sẽ qua khỏi các bác các bác tùy nhạc chế cái nhạc chế hay chế hát cái hỏi hỏi chế cho con này hát là không cần chế cũng buồn hoặc có gì sống chung với dịch thì nên hiểu nhau hết cả. Chiều trăng sáng em không mà thôi. Rồi đây mai một hai cũng không như ai, bởi vì ngoài kia pháo đầy chỉ là sớm hay buồn. Người ta lẻ dẫu cho bên tình đã qua từ lâu, là do kiến thức
bác nghe nhạc cũng rất là hay luôn. Em hát thì không hay như cách nhưng mà cách nhạc cho bác nghe. Anh thương nhớ anh. Rất là hay nhé. USB này cắm điện thoại máy tính, có cả cổng vào cổng ra luôn, vào và ra luôn để like bộ khác luôn ạ. Rất là hay. Đấy, con này có mức giá là 3.950.000. Chào các bác.